Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, chiều nay các đại biểu tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với hai nhóm vấn đề được cử tri quan tâm. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mở đầu phiên chất vấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Thành Vinh giải trình nội dung việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm OCOP trong điều kiện thích ứng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và biến động của thị trường, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới, đặc biệt liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP đã nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Ở tỉnh ta tuy có nhiều sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, nhưng số sản phẩm phát huy hiệu quả như kỳ vọng chưa nhiều. Một số sản phẩm được công nhận đạt chuẩn nhưng do lượng tiêu thụ hạn chế nên đã suy giảm chất lượng hoặc phải thay đổi mẫu mã, không sử dụng mẫu mã đã gắn sao OCOP. Đề nghị giám đốc sở cho biết đâu là nguyên nhân và giải pháp của sở trong thời gian tới. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết. Thì phải nói là khi được tham gia cái sản phẩm OCOP thì rõ ràng từ 1 sao, 2 sao thì trong quy định là không có cái tham gia về thị trường. Nhưng từ 3 sao trở lên là đã phải có tham gia về thị trường. Nếu như 4 sao thì thị trường trong được bao nhiêu? Và 5 sao thì dứt khoát phải xuất khẩu. Nhưng mà trong quá trình thì được công nhận rồi thì chúng ta là gắn với vùng biên chưa xác định rõ cái gì tập trung để mà đầu tư, để mà nâng cao thương hiệu, để mà nâng cao chất lượng, rồi kết nối với thị trường. Ngay cái chủ thể đó cùng phải chăm chút cho sản phẩm của mình, đừng chạy theo cái số lượng, có đó là một cái hướng sắp tới là dứt khoát là phải thương hiệu và chất lượng. Thứ hai nữa là phải liên kết cả cái hộ gia đình, vì trong cái sản phẩm OCOP thì cũng nói rất rõ là cái tính phổ biến của cộng đồng và thu hút tiếp tục các cái nhà doanh nghiệp, các tổ hợp tác mà chuyên nghiệp mạnh hơn để cùng nhau đầu tư thì mới đưa ra thị trường được. Vì chúng ta cần kể cả chất lượng rồi, nhưng mà sản lượng bây giờ nói vào siêu thị một tuần mà nói cấp 7 tấn là chịu rồi, chỉ có mua vụ thôi. Liên quan đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông sản, trong đó có sản phẩm OCOP, Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hóa giải trình làm rõ thêm. OCOP không phải là thương hiệu, nó là tên gọi cho chương trình đặc trưng một sản phẩm. Cho nên cái quan trọng là xây dựng thương hiệu, phát triển thương hiệu. Thế còn được trao sản phẩm OCOP chỉ là một cái điều kiện, một cơ sở thôi. Cái nhóm giải pháp thứ hai là tiếp tục xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất kinh doanh tiêu thụ, mà lấy cái mô hình trục là nhà phân phối, doanh nghiệp phân phối, nhà sản xuất, ở đây là có thể doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc tổ hợp tác, và thứ ba gắn với đó là người sản xuất. Cái giải pháp thứ ba là nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, thì hiện nay chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu để đề xuất chính sách về xúc tiến thương mại. Tiếp đó, các đại biểu cũng chất vấn về hoạt động kém hiệu quả của các hợp tác xã, chính sách khuyến khích trong dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, sự liên kết giữa doanh nghiệp nông dân vẫn còn hạn chế, rà soát lại đất đai của nông lâm trường để giao cho người dân, giải pháp để chuyển rừng nghèo rừng trồng, kế hoạch để phát triển cây sắn nguyên liệu trong thời gian tới. Về nội dung chất vấn này, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Viết Hùng cũng đã giải trình làm rõ thêm những hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Số đề tài khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực này phát huy hiệu quả vào sản xuất. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá cao về nội dung chất vấn của các đại biểu và phần trả lời của lãnh đạo các ngành. Đồng thời chỉ là thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải quan tâm giải quyết, khắc phục và yêu cầu các giải pháp cần tập trung trong thời gian tới. Tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, các địa phương quan tâm đến là tiếp tục làm tổ công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện tốt các chính sách hiện có, làm thay đổi nhận thức, thay đổi là tư tưởng sản xuất làm ăn của người nông dân, rồi là hướng tới để sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp bền vững, và hướng tới liên kết trong sản xuất đạt hiệu quả cao. Tiến hành một bước rà soát ở đấy là rà soát cơ chế chính sách của cả trung ương, của cả tỉnh, xem cái gì là bất cập như đại biểu nêu, những cái gì chưa ổn thì để điều chỉnh bổ sung, đó là cái thẩm quyền của ta, và kiến nghị trung ương điều chỉnh bổ sung theo thẩm quyền của trung ương. Cái rà soát thứ hai nữa là rà soát các thủ tục để mà thực hiện các chính sách, và qua rà soát thì tham mưu để có những chính sách đủ mạnh để chúng ta phát triển nông nghiệp cũng như là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và chúng ta sản xuất tiêu thụ sản phẩm OCOP. Tiếp tục nội dung thứ hai của phiên chất vấn và trả lời chất vấn,
Chiều nay, các đại biểu đã đặt câu hỏi chất vấn, tranh luận liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm và giải pháp của các ngành, đơn vị trong công tác phòng chống bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, công tác phòng chống đuối nước trẻ em, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đặt câu hỏi cho Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, các đại biểu thể hiện sự băn khoăn khi tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh đang ngày càng có xu hướng gia tăng. Các con số thống kê, năm 2021, 41 vụ, năm 2022, 45 vụ và 6 tháng đầu năm 2023 diễn ra 51 vụ, cho thấy thực trạng này đang diễn ra ngày càng phức tạp với nhiều biểu hiện khó lường. Và bây giờ có cái tình trạng thế này, trên lớp thì trò không sợ thầy, không kính thầy, ra đường người già sợ trẻ nhỏ, về nhà cha mẹ nỉnh con cái. Với tư cách là người đứng đầu ngành giáo dục của tỉnh nhà, ông có đánh giá như thế nào về những vấn đề nêu trên? Đúng là cái biểu hiện này sẽ có, nhưng nó chỉ là không phải là phổ biến mà nó không phải là ở tất cả các nhà trường, còn một số nhà trường hoặc là ở một số cái địa phương sẽ có cái này. Và nhìn chung trong cả nước chúng phải chỉ cái án của chúng ta. Thì về cái vấn đề này á, thì chúng tôi trước hết á là thực hiện cái tham mưu ủy ban tỉnh đã ban hành cái kế hoạch là xây dựng môi trường nhà trường an toàn lành mạnh thân thiện học sinh tích cực, rồi là đã tổ chức có nhiều cái hội nghị hội thảo và các nhà trường thì qua cái sinh hoạt với các cái hội phụ huynh để trao đổi phụ huynh để phối hợp cùng với nhà trường để xây dựng cái môi trường giáo dục là an toàn lành mạnh học sinh tích cực, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay thì thực hiện cái chỉ thị Bộ Chính trị và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã ban hành cái chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng đạo đức lối sống và khát vọng cống hiến cho học sinh sinh viên, cho thanh thiếu niên và nhi đồng. Thì chúng tôi đã tăng cường cái này và chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục cho trường xây dựng các cái kế hoạch và công khai cái kế hoạch để cha mẹ học sinh cùng biết và cộng đồng rồi cùng biết để khi giám sát và phối hợp hỗ trợ với cùng với nhà trường. Trước câu hỏi của đại biểu về chất lượng giáo dục kỹ năng sống của các trung tâm, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cũng cho biết thực tế kiểm tra cũng có không ít trung tâm vi phạm. Với tỷ lệ trẻ em đuối nước vẫn còn cao, các đại biểu cho rằng việc trang bị các kỹ năng sống cho học sinh còn hạn chế, chất lượng chưa cao. Đồng thời, việc xây dựng môi trường an toàn xung quanh khu vực sống của trẻ em, học sinh chưa được chú trọng. Trách nhiệm của một số địa phương, gia đình còn chủ quan lơ là trong việc quản lý con cái dẫn đến nhiều vụ đuối nước thương tâm. Thì chúng tôi cũng muốn hỏi ông là cái trách nhiệm cũng như là nguyên nhân chính dẫn tới cái tử vong của đuối nước trẻ em là gì? Và tới đây thì ngành sẽ dự kiến tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh có những cái giải pháp mới nào, giải pháp quyết liệt nào để giải quyết được cái hạn chế được cái vấn đề này? Chúng tôi cho nguyên nhân chính nữa là đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em là còn thiếu và yếu. Và cái quan tâm đến công tác này là ít. Nhất là cấp huyện là cán bộ là không chuyên trách, rồi cấp xã vậy, và đội ngũ công tác viên trên 3.800 người, nhưng mà cái hỗ trợ về kinh phí rất ít, có 0.1. Qua đường dây điện thoại trực tuyến trong chiều nay, kỳ họp đã nhận được 21 lượt ý kiến của cử tri thuộc 6 lĩnh vực. Vì vậy cho nên xin phép mời ông... Vì nội dung chất vấn 2 được nhiều đại biểu quan tâm và có nhiều vấn đề cần làm rõ, chủ trì kỳ họp quyết định nội dung chất vấn này sẽ được tiếp tục vào phiên họp sáng mai. Sau đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành thảo luận thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Phiên họp tiếp tục được Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An tường thuật trực tiếp trên hai sóng phát thanh và truyền hình, trên website truyenhinhnghean.vn, trên app NTV Go, trên các fanpage Truyền hình Nghệ An, Nghệ An TV, Thời sự NTV. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.